Thằng Audio xin kính chào toàn thể các bạn yêu nhạc. Hôm nay Thằng Audio tiếp tục về một lô âm đi Đờ Lông 890D có giải mã DAC. Nhà em về một lô có rất là nhiều. Con 890D rất là uy lực, tiếng rất là khỏe và rất là tiện. Các bác chơi TV smartphone có thể cắm cổng quang DAC của con 890D. Và con này thì nó dòng 890D thì nó có hai đường quang. Đây em quay, nó có cổng optical 1 và cổng optical 2. Chế độ CD.
890D thì được rất là nhiều các bác biết đến rồi. Và có rất là nhiều video clip trước em đã giới thiệu về con 890D có giải mã DAC. Các bác có nhu cầu sở hữu con âm ly giải mã DAC của hãng DeLong 890D của Nhật Bản, alo cho em theo số máy 0983698887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.